Chào cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái nhận định trước trận đấu lịch thi đấu và cái thông tin kênh để mà trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Lào trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ và hiện tại bây giờ thì cái giải đấu này đài truyền hình Việt Nam của chúng ta và các cái kênh khác cũng như là chưa có mua được cái bản quyền truyền hình của giải đấu này, cho nên là không có kênh nào trực tiếp hết. Và quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh của Thai TV để đón nhận những cái thông tin, những cái kết quả của trận đấu này nha quý vị. Mong quý vị và các bạn thông cảm vì lý do bản quyền, cho nên Thai TV không thể trực tiếp được trận đấu này và chỉ đem thông tin đến cho tất cả quý vị và các bạn xem và nghe thôi. Và bây giờ thì Thai TV xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái nhận định trước cái trận đấu giữa U19 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Lào trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Sau hai lượt trận đầu tiên của bảng B thì đội tuyển nữ Lào đã tạo nên một cái bất ngờ khi có một cái trận thắng và một trận hòa. Đội bóng của xứ Triệu Voi còn xếp trên cả hai đội, đó chính là Việt Nam và Myanmar, hai đội được xem là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Dù vậy, thứ tự của bảng B có thể sẽ được xáo trộn khi mà U19 Việt Nam của chúng ta gặp chính đội đầu bảng Lào và chúng ta sẽ giải quyết Lào ở trận đấu ngày hôm nay để mà vươn lên ngôi đầu bảng nha quý vị. Và cái trận đấu trước đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã thắng cái trận đấu trước á, với tỷ số 3-0 thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chỉ đưa ra cái đội hình dự bị mà thôi, đội hình phụ á, và chỉ có cho hai cầu thủ có thể nói trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam của chúng ta là Thu Thương và Hải Yến ra sân. Và cuối cùng chúng ta cũng thắng rất là dễ dàng trước đội tuyển nữ Campuchia ở trận ra quân với tỷ số là 3-0. Và bây giờ rất là có thể là huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tung ra cái đội hình mạnh nhất để mà hòng kiếm 3 điểm trước nữ Lào nha quý vị. Có thể sẽ tung ra những cầu thủ như là Huỳnh Như, Dương Văn hay là Thùy Trang hay là Tuyết Dung vân vân, sẽ cho đó chính ngay từ đầu để mà có được cái điểm số và sẽ vượt qua chính Lào để lấy ngôi đầu bảng B, để mà có cái độ an toàn và chúng ta cũng không nên chủ quan trước những cái đối thủ yếu hơn. Họ có thể là họ làm nên những cái câu chuyện bất ngờ đấy quý vị. Điển hình là Lào năm nay đá rất là tốt khi mà có một trận thắng và một trận hòa, hiện tại bây giờ có 4 điểm và đang dẫn đầu bảng đó. Cục diện của bảng B cũng rất là căng thẳng hiện tại vì là Lào họ phát lên như là một cái đội bóng ngựa ô, cho nên là quý vị và các bạn cũng không có nên là suy nghĩ Lào là một cái đội bóng yếu rồi Việt Nam của chúng ta sẽ thắng dễ thôi nha quý vị. Trận gấp trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển nữ Lào cũng là bước chạy đà quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, một cái đối thủ rất là mạnh, đó chính là Myanmar, cuộc đối đầu ở lượt vòng cuối rất có thể là trận quyết định tới ngôi đầu bảng. Bên cạnh mục tiêu là 3 điểm của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Lào thì còn hai mục tiêu khác là bảo tồn lực lượng, tránh không có chấn thương và có thể là hạn chế cái nhận những cái chiếc thẻ nó không có đáng. Trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Lào sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2022 và sẽ được cập nhật tin tức liên tục, kết quả liên tục từ kênh Thai TV. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để mà biết. Bây giờ thì Thai TV cũng xin đưa ra cái đội hình dự kiến của trận đấu giữa U19 đội tuyển nữ Lào và đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta nha quý vị. Đội hình dự kiến như sau: Kim Thanh, Mỹ Anh, Trần Thị Thu, Thu Thảo, Hoàng Loan, Bích Thùy, Thùy Trang, Dương Văn, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thanh Nhã. Đó chính là cái đội hình dự kiến. Dự kiến là có thể là đem Thanh Nhã ra để có những cái tốc độ của Thanh Nhã và những cái kỹ thuật của Thanh Nhã đấy. Nói chung là cái cầu thủ đẹp nhất của
đội tuyển nữ Việt Nam đá rất là hay nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV xin được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thành tích đối đầu và thành tích 5 trận gần nhất của đội tuyển nữ Lào và đội tuyển nữ Việt Nam như sau. Các trận gần nhất của Việt Nam: ngày 7 tháng 7 năm 2022 thì Campuchia đã để thua Việt Nam với tỷ số là 3-0. Ngày 2 tháng 7 năm 2022 thì nữ Pháp đã thắng nữ Việt Nam của chúng ta với tỷ số 7-0. Ngày 21 tháng 5 năm 2022 thì Việt Nam đã thắng Thái Lan với tỷ số là 1-0. Ngày 18 tháng 5 năm 2022 thì Việt Nam đã thắng Myanmar với tỷ số là 1-0. Ngày 14 tháng 5 năm 2022 thì Campuchia đã để thua Việt Nam với tỷ số là 7-0. Các trận đấu gần nhất của nữ Lào như sau: ngày 7 tháng 7 năm 2022 thì nữ Lào đã thắng Đông Timor với tỷ số là 2-0. Ngày 5 tháng 7 năm 2022 thì Lào đã hòa với Campuchia với tỷ số là 1-0. Ngày 15 tháng 5 năm 2022 thì Lào đã thua Thái Lan với tỷ số là 5-0. Ngày 13 tháng 5 năm 2022 thì Lào đã thua Singapore với tỷ số là 1-0. Ngày 10 tháng 5 năm 2022 thì Myanmar đã thắng Lào với tỷ số là 3-0. Các trận đấu đối đầu như sau: ngày 20 tháng 9 năm 2012 thì Việt Nam đã thắng Lào với tỷ số là 7-0. Ngày 25 tháng 10 năm 2011 thì Lào đã để thua Việt Nam của chúng ta với tỷ số là 6-0. Nói chung, chúng ta gặp Lào thì chúng ta ghi ít nhất là 6 bàn thắng và chúng ta không để Lào họ ghi được bàn thắng nào hết. Và đây cũng là một cái lịch sử mà thôi. Còn hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng phải là không được chủ quan với những kết quả của quá khứ. Và chúng ta cứ thi đấu 100% sức lực, nhưng mà chúng ta cũng phải là nếu như mà chúng ta thắng với một cái tỷ số nó vừa để cho chúng ta vào cái vòng trong rồi thì chúng ta không cần thiết phải tung ra một cái đội hình là quá mạnh nữa. Ví dụ như là chúng ta cũng có thể là những cái cầu thủ mà đầu tiên là ra sân rồi thì sau đó là có thể sẽ thay thế để mà dưỡng sức để mà thi đấu trận cuối cùng với Myanmar và quyết định cái ngôi đầu bảng. Chúng ta rất là cần ngôi đầu bảng để mà tránh được gặp những cái đối thủ mạnh ở cái bảng A, bảng bên kia nha quý vị. Đó chính là những cái chia sẻ của Thái TV trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh hát karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461 để được tư vấn và giảm giá đối với tất cả quý vị khách hàng nào mà đã đăng ký kênh Thái TV như quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.